Chào mừng các bạn đến với học Excel online. Trong Excel chúng ta có một phép tính đó là phép tính nhân. Thì chúng ta có thể sử dụng nhân trực tiếp từng cái đối tượng với nhau. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng phép tính nhân một cách thủ công như thế này, ví dụ bằng dữ liệu ô A2 chúng ta nhân tiếp với A3 nhân tiếp với A4 chẳng hạn. Cứ như thế chúng ta nhân tiếp với các số tiếp theo thì để nhân được toàn bộ tất cả các số ở trong một cái cột như thế này rất là khó khăn thì chúng ta có thể sử dụng một cái hàm để cho chúng ta tiết kiệm một cái thời gian đó là hàm sử dụng phép tính nhân hàm product thì với hàm product này chúng ta chỉ cần chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu chúng ta đã có ở đây để chúng ta thực hiện phép nhân thay vì chúng ta nhân từng đối tượng với nhau thì chúng ta sẽ thực hiện một cái hàm product áp dụng cho từ OA2 đến OA16 bằng đây là kết quả của phép nhân của chúng ta mình sẽ định dạng cái dữ liệu này dạng số để chúng ta dễ nhìn. Ok. Và như vậy với hàm product chúng ta có thể sử dụng phép nhân này một cách rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi.